Lần đầu tiên thì cho phép Trương Hoàng xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả. Và ngày hôm nay khi mà xuất hiện có một cái gọi là cái vẻ ngoài lịch lãm như thế này, đẹp trai, phong độ như thế này, nhưng mà lại khác hẳn với những cái vai diễn gần đây mà khán giả thấy trên sóng truyền hình với anh Trương Hoàng. Một những cái vai diễn đi, có thể nói là chàng trai vàng trong làng phản diện này, rồi thì mọi người còn đặt là chàng trai vàng trong làng mời gọi nữa, đúng không anh Hoàng? Thì bây giờ mình có thể kể lại điểm qua một số các nhân vật phản diện mà anh Hoàng đã từng tham gia trong một vài phim gần đây mà gọi là gây cái ảnh hưởng, gây cái tác động rất là lớn đến các bộ phim không ạ? Một một số vai diễn gần gần đây nhất của Trương Hoàng đó là vai Khải trong Lối nhỏ vào đời này, vai Cường trong Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ này, rồi trước đây xa hơn thì có Em nhớ có Quỳnh búp bê. Quỳnh Búp Bê, Long, gọi là Long Bảo Kê Dạ, Long Bảo Kê. của bộ phim Quỳnh Búp Bê. Vâng. Và còn một vai nữa trong bộ phim Hương vị tình thân, vai Lâm, đúng Vai không Lâm ạ? phải nói là MC thực sự rất là tinh tế, và Đó. phải nói là có lẽ là MC cũng cũng theo dõi khá kỹ đấy thì mới Chắc biết chắn được rồi nhân ạ. vật đó tên Lâm, và cho đến thời điểm này cũng không phải khán giả nào cũng để ý được cái nhân vật đó tên là Lâm đâu. Bởi vì anh Hoàng biết sao, khi mà xem các vai diễn của anh Hoàng á, thì hầu như những cái điểm chung của nó đều là những vai mà đầu tiên là sừng sọ một chút này, rắn giỏi kiểu như là không sợ ai này, rồi thì phản diện hoàn toàn luôn. Và chắc chắn rồi, khi mà nó là những cái điểm nhấn trong những cái bộ phim và nó cũng tạo nên một cái nét tính cách rất là riêng biệt của anh Hoàng. Vậy thì anh muốn tò mò một chút xíu là khi mà nhận những cái vai diễn như vậy thì anh Hoàng có lúc nào mà cảm thấy hơi 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 chạnh lòng hay là hơi hơi sợ rằng là nó sẽ áp vào cái hình ảnh của mình cùng với những cái vai diễn khác hay không? Tức là nó sẽ bị đóng khung á. Thực ra thì Hoàng không cảm thấy điều đó đâu, bởi vì đối với cá nhân Hoàng thì tất cả những cái vai diễn mà Hoàng được được đảm nhiệm, được các đạo diễn và các anh chị tổ chức sản xuất gọi là mời, thì đó đối với Hoàng nó là một cái cơ hội rồi. Thì cái việc mà đóng khung thì Hoàng không ngại lắm, bởi vì đối với Hoàng thì về sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội để mình thể hiện nữa. Trước tiên thì hãy cứ làm tốt cái nhiệm vụ trước mắt đi, là hãy làm thật tốt, làm toát được hết cái vẻ của nhân vật đi đã, làm thật hay đi đã. À, có lẽ mọi người thì cũng hay nói rằng là các đạo diễn nếu như lựa chọn những cái nhân vật cho bộ phim của mình thì họ sẽ ưu tiên cái yếu tố là hợp vai, có thể hợp về mặt ngoại hình, cũng có thể hợp về cái cách thể hiện trong nét diễn xuất nữa. Thì theo anh nghĩ rằng là đâu sẽ là yếu tố mà các đạo diễn lựa chọn anh cho những cái vai diễn phản diện như vậy? Có lẽ cái lý do đầu tiên đó vẫn là hình thể, khuôn mặt và vẻ bề ngoài. Bởi vì trước đây Hoàng cũng cũng đã phần nào đánh dấu được cái hình ảnh của mình ở trong những cái vai diễn trước. Có lẽ là trước đây thì Hoàng được các đạo diễn hướng đến những cái dạng vai phản diện nhiều hơn, và cũng may mắn rằng Hoàng cũng để lại ấn tượng một chút nào đó cho quý vị khán giả và tất cả mọi người, cho nên là cho đến thời điểm này thì các đạo diễn vẫn vẫn luôn lựa chọn Hoàng, và tạm thời sẽ lựa chọn vào những vai như vậy trước đã. Tức là rất là tin tưởng với những vai như vậy, đúng không Đấy. ạ? Vậy thì có khi nào mà anh Hoàng nghĩ rằng là muốn làm mới mình một chút với những vai diễn chính diện hơn, hay là anh đã từng đi casting một bộ phim nào đó cho một nhân vật chính diện nào đó chưa? Có rồi. Gần đây nhất thì Hoàng đã được anh chị đạo diễn ở trung tâm sản xuất phim mời đến casting vai công an. Casting vai công an của phim Đấu Trí. Và hiện tại vai công an đó bây giờ đang là anh Nguyễn Xuân Phúc. Ngày hôm đó thì có mấy diễn viên, có mình này, có Phan Thắng này và một số diễn viên trẻ nữa cùng cùng lên casting, nhưng mà ngày hôm đó thì sẽ casting toàn bộ là vai công an. Đấy thì trong quá trình casting thử vai thì mình cũng cũng hoàn thành, và cũng được các anh chị đạo diễn cũng thấy rất là ưng. Cho nên là nhưng mà có một điều rất là bất ngờ, Đó có là một điều rất là bất ngờ đó là những cái gì mình làm ngày hôm đó ấy, các anh chị rất là ưng, nhưng
Nhưng khi mà phim đấu trí bắt đầu bấm ấy thì mình lại được lựa chọn vào dạng vai phản diện chứ không phải là dạng vai công an. Cái sự hợp vai nó cũng sẽ ưu tiên lên hàng đầu. Đúng mà rồi. Cái sự thể hiện của mình đôi khi nó lại là cái nét riêng hơn cho cái nhân vật đó nữa, nên là các đạo diễn cũng đã lựa chọn mình. Em nghĩ rằng là cái đó cũng là một cái điều tích cực đúng không ạ? Và khán giả họ sẽ nhớ mặt gọi tên nhiều hơn anh Hoàng trong những vai diễn phản diện như vậy. Ở bên ngoài thì khi mà tiếp xúc với anh Hoàng thì Vân thì thấy anh là một người hoàn toàn khác, điềm đạm hơn rất là nhiều, nói chuyện cũng tình cảm và nhẹ nhàng hơn thưa quý vị, chứ không hề gọi là sừng sỏ hay là rất là có một cái gì đấy đáng sợ một chút như những vai diễn phản diện ở trong phim. Vậy thì bên ngoài anh Hoàng là một người như thế nào? Anh hãy nói nhiều hơn về mình cho khán giả được biết đi ạ. Hoàng xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, đó là thực ra ở bên ngoài, với nhận xét của những người bạn, những người anh em và những người xung quanh, những người thân thiết với Hoàng, thì họ lại nhận định rằng Hoàng là một người điềm đạm và đôi khi còn khá là nhẹ nhàng, và đôi khi còn có cả ngọt ngào với cả chị em phụ nữ nữa cơ. Đó. Đấy là một điều rất là mâu thuẫn đối với phim. Thế thì nếu như mà khán giả, ví dụ những cái fan hâm mộ của anh Hoàng chẳng hạn, thì ví dụ trên mạng xã hội họ có bao giờ thấy rất là bất ngờ khi mà anh thoát những cái vai diễn nhân vật đó như vậy và anh trở về làm Trương Hoàng ngoài đời? Mọi người có bị bất ngờ quá không ạ? Cũng có một số khán giả họ vô tình có một số lần thì Hoàng cũng tất nhiên ra ngoài giao lưu với mọi người rất là mình cởi mở ấy. Thì về đến mỗi khi mà bộ phim của mình được phát sóng thì Hoàng vô tình nhận thấy được cái lời comment của khán giả. Họ nói rằng là anh này đã vài lần mình gặp ở ngoài đường rồi, có nghĩa là anh ấy rất là cởi mở, thoải mái và gần gũi, không có một cái khoảng cách gì. Có nghĩa là Hoàng đọc cái comment ấy, Hoàng thấy là họ nhận xét là không có một cái khoảng cách gì giữa là diễn viên hay là người thường. Có nghĩa là họ cảm thấy rất là thoải mái khi mà gặp Hoàng. Thì thấy được rằng là đó chỉ là những cái nhân vật ở trên phim thôi đúng không ạ? Và chắc hẳn rồi chúng ta có một cuộc sống bên ngoài với một Trương Hoàng hoàn toàn khác. Vậy thì với những vai diễn phản diện như vậy, anh Hoàng sẽ học hỏi hay là sẽ lấy những cái nguyên liệu hay là cái chất liệu từ đâu để mình có thể gọi là thể hiện được những cái vai diễn đó? Bởi vì đây là những cái vai diễn mà ví dụ như là tội phạm này, hay là những kẻ đào mỏ này, hay là những kẻ bảo kê, thì nó sẽ có những cái nét khác hơn. Đúng nó rồi. Không dễ dàng để tiếp cận hoặc là không dễ dàng để chúng ta có thể gặp nhiều trong cuộc sống. Đúng rồi. Đối với Hoàng thì những cái vai diễn phản diện như thế này thì đòi hỏi mình phải có một cái vốn sống, có một cái kinh nghiệm, có một cái sự trải nghiệm ở ngoài cuộc sống thực tế, những cái sự va vấp nhất định trong quá trình mình làm nghề và học hỏi từ các anh chị đi trước. Đấy. Và quá trình khi mà mình va vấp cuộc sống ở bên ngoài thì mình mới thấy được là những cái gì thực tế nhất khi mà mình có thể đưa lên phim truyền hình, thì làm sao để có thể thuyết phục được quý vị khán giả. Thì điều đó mình thực sự là nó là cả một cái quá trình học hỏi kinh nghiệm vun sống để thuyết phục được khán giả. Vâng, và khi mà cái việc mình phải vào liên tiếp những vai trong cùng một dạng vai như vậy, ví dụ như là bộ phim Hương Vị Tình Thân, hay là bộ phim Lối Nhỏ Vào Đời, hay là những cái bộ phim gần đây nhất mà anh đã tham gia, thì cái khoảng thời gian nó cũng rất là ngắn này. Và cái mà mình đầu tư cho nhân vật từ ngoại hình cho đến tính cách cho đến cách thể hiện thì nó cũng xem như nhau. Có bao giờ anh cảm thấy nó hơi nhàm chán một chút, hay là nó hơi tạo cho anh cái cảm giác là mình khó tách biệt được với các nhân vật với nhau không? Như Hoàng đã chia sẻ từ đầu ấy, thực ra mỗi khi Hoàng được đảm nhận một vai diễn, Hoàng thì sẽ không bao giờ nghĩ nó là nhàm chán. Mà cái điều đặc biệt và thú vị và cái sự đòi hỏi cao ở trong nghề của Hoàng đó là mỗi nhân vật đều có những số phận khác nhau. Có thể có những tình huống, có thể tính cách trong từng nhân vật có một chút nào đó tương đồng. Nhưng thực ra khi chúng ta hiểu về nhân vật thì tất cả những nhân vật này đều là những nhân vật có những cuộc sống và số phận hoàn toàn khác nhau. Và điều đặc biệt đó là chúng ta có thể tìm ra được cái sự khác biệt trong những nhân vật này để làm nổi bật lên
để không bị trùng màu giữa các nhân vật mà mình sẽ làm? Trên phim thì anh Hoàng hay đóng cặp này, hay diễn chung cùng với những nghệ sĩ, những nữ diễn viên rất là xinh đẹp, cũng rất là hot nữa. Thế nhưng mà lại hơi éo le một chút là lại rất là hay có những cái cảnh mà phải xuống tay này, hay là dùng đến bạo lực này, hay là thậm chí là còn hơn thế nữa. Thì có khi nào anh Hoàng hơi ngại ngùng một chút hay là hơi lo lắng một chút rằng là khán giả họ sẽ comment, họ sẽ phản ứng không được gọi là tích cực cho lắm về những cái phân cảnh đó không? Hoàng không ngại đâu, bởi vì đấy, tất cả những cái comment đó, tất cả những cái điều đó, đó chính là cảm xúc của khán giả. Và quan trọng là đối với Hoàng, khi mà Hoàng làm việc với cả diễn viên nữ thì trước tiên là Hoàng cũng đã có thời gian ăn học chuyên nghiệp, thì Hoàng cũng sẽ có những cái trao đổi, sẽ có những cái bàn bạc đối với diễn viên nữ là làm sao chúng ta có thể làm được thật nhất có thể, nhưng sẽ không ảnh hưởng một chút nào đến diễn viên nữ, trừ những trường hợp bất khả kháng, có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải làm cho nó có cảm giác hơn một chút. Thì đôi khi sẽ, nhưng mà vẫn sẽ có cái sự trao đổi để làm sao mà để tránh những cái tổn thương cho phụ nữ. Và tất nhiên là Hoàng cũng rất ý thức việc đó. Và có một điều đặc biệt nữa, đó là ở trên phim thì mọi người có thể nhìn thấy Hoàng ở một góc độ rất là dữ tợn, rất là vũ phu, rất là bạm trợn, rất là hay đánh đập phụ nữ. Nhưng mà ngoài đời thì Hoàng chưa bao giờ làm việc đó với bất kỳ phụ nữ nào cả. Duy nhất chỉ có ở trên phim thôi. Đã. Ngoài đời Hoàng chưa làm như vậy bao giờ. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng đến rất là nhiều những cái gọi là kỹ thuật diễn xuất. Như là anh Hoàng có nói rằng là mình đã học rất là nhiều rồi, rồi thì mình sẽ có cái sự trao đổi với bạn diễn nữa. Vậy thì trong số những người bạn diễn của anh, những cô nàng rất là hot và xinh đẹp như vậy, ví dụ như Phương Oanh hay là Kim Oanh hay là Thúy Hằng hay là rất là nhiều những bạn diễn khác, thì anh Hoàng ấn tượng với ai nhất và cảm thấy là mình ăn ý hơn khi mà diễn với họ? Hơi khó đúng không ạ? Bây giờ mình đặt lên bàn cân bởi vì sao? Bởi vì mỗi diễn viên đều mang lại cho Hoàng cái cảm xúc khác nhau, và đều mang lại cho Hoàng những cái cảm nhận khác nhau, đấy, những điều thú vị khác nhau. Đâm ra là để đặt lên bàn cân thì cũng khó, bởi vì mỗi người có một cái điều khác, mỗi người câu chuyện khác nhau. Đối với diễn viên Phương Oanh thì đó là một cái kỷ niệm đối với Hoàng, đó là một cái kỷ niệm, đó là một trong những cái bước đầu mà khi mà Hoàng bắt đầu phát triển trên con đường sự nghiệp, bắt đầu làm phim. Thì Hoàng may mắn làm phim Quỳnh Búp Bê. Thì đối với diễn viên Phương Oanh thì có những cái ấn tượng nhất định, đó là những cái lần mà phải dúi chị Phương Oanh xuống dưới thùng nước. Và chị Phương Oanh cũng là một người diễn viên vô cùng hy sinh vì vai diễn. Chị bên ngoài là một người có nghĩa là gần như là cảm giác không rất là thướt tha, tiểu thư, mong manh. Nhưng mà khi làm phim, chị sẵn sàng chầy chật, tay chân tím ngắt rồi mọi thứ, chị sẵn sàng lăn xả. Đấy là điều mà Hoàng rất rất là nể phục ở chị. Thì trong quá trình làm việc với chị Phương Oanh thì đấy, ngay cả những cái cảnh mà đánh đập hay dúi vào thùng nước hay tất cả mọi thứ, hai chị em cũng bàn luận và trao đổi với nhau. Và chị cũng rất nhiệt tình, đấy là một trong những cái để làm nên cái sự thành công trong những cái phân đoạn đó. Và cũng dễ truyền động lực rất là nhiều đúng không anh? Để chúng ta có thể có những cái phân cảnh mà có thể nói là gây ám ảnh đến cho cả khán giả luôn sau khi xem những cái thước phim đó. Và có lẽ rằng là quay trở lại một chút với cái quá khứ, khi mà Phương thì thấy anh chia sẻ rất là nhiều về nghề làm phim cũng như là các bài diễn, thì cơ duyên nào đã mang anh đến với nghề? Và liệu trong gia đình của anh có ai đã ảnh hưởng tới nghiệp diễn viên của anh không ạ? Mình sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trước. Có nghĩa là trong gia đình của Hoàng thì không có ai theo nghệ thuật cả. Chỉ duy nhất có Hoàng theo nghệ thuật thôi. Và nhắc đến người có tầm ảnh hưởng đối với Hoàng nhất trong nghề này, đó là diễn viên Duy Hưng. Diễn viên Duy Hưng là một người anh rất tình nghĩa trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp đối với Hoàng. Đấy là một người anh mà Hoàng luôn luôn tôn trọng khi bước vào nghề. Và từ câu chuyện đó thì Hoàng sẽ kết nối sang cái câu hỏi của bạn, có nghĩa là cơ duyên nào dẫn Hoàng đến với nghề này. Thì Hoàng xin phép được chia sẻ cái cơ duyên nó rất là tình cờ. Trước đây thì Hoàng khi mà học xong cấp 3
thì Hoàng cũng đã có những cái suy nghĩ, cũng đã có những cái mơ ước là mình sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà vào giai đoạn đấy thì ở cái địa phương của Hoàng ấy, thì không có nhiều cơ hội để được tiếp xúc với cả cái ngành nghệ thuật này. Thì Hoàng vẫn nuôi ước mơ thôi. Cho đến một ngày Hoàng có đi tập luyện thể thao, tập gym tại một phòng tập. Thì Hoàng đến đó thì bắt đầu thấy những người anh cũng đi tập ở đó rất là vui, rất là thú vị. Thì Hoàng bắt đầu nghe thấy những người anh chia sẻ về liên quan đến tập để trả bài của trường sân khấu điện ảnh. Đấy thì Hoàng trời ơi, trong những cái giây phút thế này thì mà Hoàng cũng đã may mắn, có nghĩa là bước đầu cũng đã tìm được những người liên quan đến nghệ thuật rồi. Và ngay sau đó thì Hoàng cũng đã có những cái kết nối với những người anh. Và bắt đầu từ ngày đó thì Hoàng bắt đầu hỏi. Khi các anh ngồi chia sẻ với nhau thú vị quá thì Hoàng bắt đầu hỏi, xong bắt đầu từ những cái kết nối cuộc sống bên ngoài, anh em ngồi tâm sự trà đá với nhau, đấy, uống nước với nhau mà kể chuyện rằng là ngày mai trả bài như thế nào. Thì từ đó thì Hoàng mới gặp được diễn viên Duy Hưng và một người anh nữa cũng học ở trường. Và từ đó thì đã nhờ các anh góp ý cho rằng là sẽ phải thi vào trường như thế nào và sẽ phải làm những gì. Nhưng có một điều đến bây giờ Hoàng vẫn không bao giờ quên được, đó là người anh của mình, người anh Duy Hưng. Có nghĩa là anh ấy cũng không phải là nghiêm khắc, nhưng kim chỉ nam của anh ấy dành cho Hoàng đó là không bao giờ hướng dẫn và dắt tay em đi từng bước. Mà anh ấy để cho Hoàng phải tự đi bằng chính đôi chân của mình, bằng chính khả năng của mình cố gắng được đến đâu, nỗ lực đến đâu, đó chính là cái thành quả của Hoàng. Còn đâu anh mình, có nghĩa là trên con đường nghệ thuật, anh mình có thể góp ý, có thể đi bên cạnh, nhưng không bao giờ dắt tay, không bao giờ nhờ vả hay làm tất cả những điều khác. Đấy là điều mà Hoàng rất là trân trọng, bây giờ rất là trân trọng. Và điều đó đối với Hoàng mình nghĩ rằng đó mới là cái mà làm nên cái khả năng của Hoàng ngày hôm nay. Dạ. Rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có được những người anh như vậy, những người truyền cảm hứng cũng như là động lực cho chúng ta. Và Phương Thúy được biết là anh hiện nay thì cũng thuộc quân số của Nhà hát kịch Hà Nội nữa. Thì không biết là với những cái vai diễn trên sân khấu của anh Hoàng thì nó có phải là những cái vai phản diện giống như là các bộ phim truyền hình hay không? Có phải là những vai dữ tợn và bạo trợn như vậy hay không? Có một điều rất là thú vị, đó là những cái vai diễn của Hoàng ở trên sân khấu thì sẽ thiên về chính diện nhiều hơn, rồi đôi khi có những cái vai diễn rồi có cả cái sự ngốc nghếch trong đấy nữa, ngây ngô trong đấy nữa, chứ không hiện nay không thiên về phản diện nhiều như phim truyền hình đâu. Có một cái nữa mà mọi người cũng rất là quan tâm, đó là cái việc mà làm một diễn viên chúng ta đến với nghề là cái việc phải duy trì được một cái hình thể thực sự là khỏe mạnh này, thực sự là để có thể phù hợp với tất cả các vai diễn. Thì anh có bí kíp nào không? Nhưng mà em nghĩ rằng là với rất là nhiều khán giả, đặc biệt là những fan hâm mộ của anh cũng sẽ rất là tò mò về điều này. Thực sự đối với Hoàng thì cái vấn đề hình thể là một điều vô cùng quan trọng của chúng ta, không những trong lĩnh vực diễn viên, mà đối với Hoàng cảm nhận thì nó sẽ rất tốt cho tất cả những cái lĩnh vực khác trong cuộc sống. Bởi vì đầu tiên cái việc giữ hình thể và sức khỏe là điều vô cùng quan trọng của tất cả mọi người. Bởi vì khi chúng ta có một hình thể tốt, một trái tim khỏe mạnh, một cái sức khỏe gọi là dồi dào, thì chúng ta mới có thể bước đầu làm tốt những cái công việc chính của chúng ta. Và để có được những cái hình thể được gọi là cân đối như Hoàng thì Hoàng cũng đã có thời gian bắt đầu cái giai đoạn mà trước đây khi mà Hoàng chuẩn bị vào trường thì Hoàng cũng đã tiếp xúc với thể thao rồi. Hoàng cũng tiếp xúc với thể thao từ năm lớp 5, lớp 6. Thì ngày đấy thì Hoàng xin phép được chia sẻ dài một chút bởi vì cái câu chuyện nó sẽ kết nối với nhau. Ngày đấy thì từ hầu lớp 5 thì Hoàng cũng đã rất là phù hợp với những cái lĩnh vực như là vận động, tập luyện thể thao các thứ. Thì ngay ngay từ ngày đấy thì Hoàng đã
tham gia các cái cuộc thi giải của tỉnh về thể dục thể thao thì Hoàng cũng đã có giải. Thì từ ngày đấy thì Hoàng cũng đã rất là đam mê về thể thao, tập luyện ngày đấy rồi. Cho đến khi mà Hoàng thi vào trường ấy, thì Hoàng cũng phải cân đối lại, bởi vì cái lĩnh vực gym ấy, nếu mà mình sẽ đi sâu thì nó sẽ, đối với Hoàng nếu mà đi quá sâu thì cái hình thể nó sẽ không phù hợp với từng vai diễn. Cho đến thời điểm bây giờ thì Hoàng vẫn cố gắng làm sao để cân đối lại cái hình thể để làm sao nó vừa phải thôi. Nó vừa đủ khỏe mạnh, nó vừa cân đối đẹp nhưng mà nó lại phù hợp để mình làm được nhiều dạng vai. Đấy. Và chia sẻ với quý vị thêm là để làm được những điều đó thì chúng ta phải thực sự ý chí. Và duy trì nó, đúng không ạ? Duy trì nó đều đặn, và cái quan trọng là ý chí của chúng ta. Chúng ta phải vượt qua những cái lúc nào lười nhất, những ngày mưa gió, những ngày nắng, những ngày có thể là mệt mỏi, những ngày mà chúng ta quyết định giữa là đi giày vào hay là thôi ở nhà ngủ, thì chúng ta phải vượt qua nó. Rất là vui vì ngày hôm nay anh Hoàng đã có mặt ở đây và chia sẻ rất là nhiều điều thú vị xung quanh câu chuyện về những vai diễn phản diện của mình, cũng như là một Trương Hoàng ở bên ngoài đời như thế nào. Và Phương Thúy cũng xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình chúc cho anh Hoàng sẽ có thêm được nhiều vai diễn hơn nữa, thành công hơn nữa và đến gần với khán giả nhiều hơn nữa. Hoàng vẫn luôn luôn mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ tất cả quý vị khán giả dành cho phim truyền hình Việt Nam, cũng như là những bộ phim mà Hoàng tham gia. Hy vọng rằng những cái gì mà Hoàng làm được và toàn bộ ekip của những đoàn làm phim sẽ mang lại cho quý vị khán giả những giây phút xem phim thật là nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Trương Hoàng rất nhiều. Và quý vị khán giả thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình của chúng tôi cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.